xin kính chào quý vị và các bạn kênh minh hải miền đông chia sẻ và đọc những câu chuyện trong và ngoài nước hay nhất và ngày hôm nay tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn một câu chuyện đầy nước mắt và đau xót trong gia đình của hai vợ chồng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ trước khi vào câu chuyện này tôi không quên gửi tới các bạn cô chú anh chị gần xa một lời chúc bình an vui khỏe may mắn trong cuộc sống giờ đây kính mời quý vị hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này anh chị đến với nhau là rồ rá cặp lại sau khi chị thất bại trong cuộc hôn nhân đầu còn anh thì ly dị vợ mỗi người đều dẫn theo một đứa con riêng để bắt đầu xây dựng gia đình mới mọi người ai cũng phản đối việc chị lấy anh vì lo chị khổ mà chị cương quyết không chịu nhất định vượt qua tất cả để ở bên anh lý do việc hai người đến với nhau bị mọi người phản đối cũng bởi điều kiện của anh kém chị rất là nhiều Chị vừa đi làm vừa kinh doanh thêm Kinh tế dư giả Còn anh Sau bao năm đi làm Vẫn lương ba cọc ba đồng Chưa nói còn gánh nặng bố mẹ già không có thu nhập Cùng với con riêng Và vợ cũ Nhưng người phụ nữ Từng một lần lầm lỡ với người chồng Không yêu mình Vô tâm, ích kỷ Thì khao khát lớn nhất của chị Là được bù đắp về mặt tình cảm mà thôi mà điều ấy anh lại làm vô cùng tuyệt vời, vật chất ư? Một khi hai vợ chồng đồng lòng thì lo gì không làm giàu nổi. Thế nhưng cuộc đời luôn chẳng màu hồng như người ta thường nghĩ, nhất là sau khi chị xin cho anh một đứa con, cảnh con anh, con em, con chúng ta thực sự không đơn giản chút nào. Lúc yêu chị, anh lãng mạn tâm lý quan tâm săn sóc chị từng ly từng tí dịu dàng chiều chuộng chị bao nhiêu thì cưới về anh thở ơ lạnh nhạt bấy nhiêu chị buồn bã anh biện minh giờ đã là vợ chồng phải khác đi chứ đâu thể mãi như lúc yêu nhau được song thực ra là giờ anh thấy chẳng cần mất công nhọc lòng làm những việc lấy lòng chị như xưa nữa chị đã xa lưới rồi mà con cá đã mắc câu ai còn tốn hơi sức bón mồi cho nó nữa phương diện tình cảm là thế về mặt kinh tế cũng chẳng khá khẩm hơn là bao lương anh vốn ít anh liền vịt vào cớ đó để không đưa cho chị xu nào chi tiêu mặc chị tự gánh vác một mình sinh hoạt phí hàng tháng cho cả gia đình gồm bố mẹ chồng hai vợ chồng chị và ba đứa trẻ đều đè nặng lên vai chị thì anh bảo chị kiếm ra tiền còn họ luôn than nghèo kể khổ chị còn cách nào khác chẳng lẽ để cả nhà nhịn đói hay mặc cho bị cắt điện cắt nước bố mẹ chồng và anh có thể mặc kệ đợi chị rút tiền ra nộp nhưng chị lại không thể gan với họ được như vậy vất vả làm việc kiếm tiền lo cho cả nhà nhưng về nhà chị vẫn phải lao đầu vào cơm nước dọn dẹp thậm chí còn phải chăm sóc cả con riêng của chồng bố mẹ chồng chị ở nhà rảnh rỗi nhưng chẳng đỡ đần cho chị việc chị con chị lúc bé thì mang gửi bà ngoại lớn lên một chút cho đi nhà trẻ ông bà nội than mệt nọ kia không trông giúp thế mà ông bà nhường như còn chưa hài lòng vẫn liên tục ca thán, xăm soi, chê tách chị đủ điều. Thậm chí còn mang việc chị từng ly dị ra nói mát. Khẳng định nếu không có con trai họ rước thì chị còn lâu mới lấy được chồng. Do nghĩ mình đang ban ơn cho người khác, bố mẹ chồng chị chẳng kiêng nể gì mà bóc lột tiền bạc cũng như là sức lao động của chị. Ông bà đinh ninh rằng, chị chẳng đời nào dám ly dị đâu, đã một đời chồng rồi mấy ai can đảm đi dị để thêm một đời chồng nữa Bố mẹ chị biết cảnh sống của con ở nhà chồng Thì than vắn thở dài không thôi Chị nào kém cỏi cũng ưa nhìn Giỏi giang là thế Thiếu gì người tương xứng, tốt tính Lại đi lao đầu vào bụi rậm như vậy Sau 5 năm làm người ở cho nhà chồng Chị dần chán nản và hối hận vì quyết định khi xưa của mình cứ ngỡ sẽ được bù đắp tình cảm sau những tổn thương nào ngờ lại phải chịu thêm những dằn vặt khác song nghĩ vì con chị lại cố gắng cuộc duy trì hôn nhân mệt mỏi với anh song khi phát hiện anh lén lút qua lại với vợ cũ tiền lương anh làm đều giấu đi lo cho con riêng và lập quỹ đen tiêu xài mua sắm cho vợ cũ chị cắn răng quyết định ly hôn Ngày chị sách hành lý ra khỏi nhà anh Chồng và bố mẹ chồng chị còn bĩu môi khinh bỉ Xem cô đi được đâu Cái loại đàn bà hai đời chồng Tưởng hay hớm lắm đấy mà còn ra vẻ Chị mang con riêng và con chung với chồng Về nhà mẹ đẻ ở tạm một thời gian rồi tìm một căn nhà tầm tầm làm tổ ấm mới cho ba mẹ con Chị đi chưa đầy một tháng Anh đã vội vàng chạy sang khấn thiết van xin chị quay về Anh nói anh hối hận lắm rồi mong chị trở về anh sẽ làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm với chị anh nhỏ giọt nước mắt đau khổ cho hay sau khi chị đi anh mới nhận ra anh yêu và cần chị biết nhường nào bố mẹ anh cũng vô cùng nhớ chị chị bật cười anh và nhà anh không thương nhớ chị mới là lạ đang yên lành có giúp việc không lương phục vụ cơm bưng nước rót giờ ông bà phải tự làm mọi việc còn chăm con riêng của anh Rồi thì mọi chi phí hàng tháng Vốn chẳng cần chi ra xu nào Mức sống còn đủ đầy dư giả dạ. Hiện tại với mấy đồng lương của anh Lo cho cả gia đình Tiết kiệm tính toán từng đồng Trả đủ Muốn ăn một bữa ngon Vốn trở thành khó Cả nhà họ sống sập trình lên là điều quá dễ hiểu Thời gian sau đấy Mặc anh và bố mẹ chồng nhiều lần tới nhẹ nhàng khuyên nhủ tỏ ra hối lỗi thậm chí khi không đạt được mục đích còn điên cuồng khủng bố chị gây áp lực bắt chị quay về với lời dọa dẫm bắt con thứ hai của chị với anh ta về quả nhiên họ đã coi chị là một hũ vàng nên mới có thể cố chấp kiên trì đến như vậy song đã quá hiểu bản chất thật sự của cái chữ thương nhớ ấy đời nào chị mềm lòng quay về chị hối hận còn chưa kịp đây này Cuộc sống hiện tại của ba mẹ con chị nhàn tênh mà vui vẻ Có bao nhiêu chị cần lo cho hai đứa con Chẳng phải cung phụng cho những đối tượng chẳng thật lòng với mình Thế mới biết ngày xưa chị ngốc như thế nào Nhưng may còn kịp tỉnh ngộ Vâng, thưa quý vị và các bạn Một câu chuyện mà người phụ nữ đã chia sẻ lại Về cuộc sống hôn nhân đầy cay đắng của mình Với người chồng thứ hai và tôi cũng mong rằng quý vị và các bạn lắng nghe bình luận chia sẻ về câu chuyện này tôi rất chân thành cảm ơn đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại